Sau Nhật xin chào cả nhà. Em vừa về thêm được 6 con iRobot. Trong đó thì có một cái con iRobot Brava chuyên lau ZM6, là cái dòng máy lau hiện đại nhất của hãng iRobot các bác nhé. Em sẽ quay cho các bác xem. Cái con này thì đi theo kèm một cái bộ 6 miếng lau tất cả. 6 miếng lau nhé. Trong này là bình nước chuyên lau và máy chuyên lau nhé. Còn rất mới. Con này là sản xuất năm 2020-21 nhỉ? Năm 2021 các bác nhé. Đấy, 2021 nhé. Đây bộ đế sạc này. Dùng chuyên để lau. Sẽ phun nước ở mặt này. Đấy. Con này công nghệ hiện đại, đi rích rắc để lau. Được về 6 miếng lau khô và lau ướt. Và 5 con robot i7. Nhiều như lượng con i7 này à, em báo giá luôn con này. Em vẫn bán là 5 triệu 8 các bác nhé. 5 triệu 8 này. Đấy. Cộng với cả 5 con i7 này cũng 5 triệu 8. 5 con đều năm 2020, hình thức xem nhau hết. Các bác lấy con nào cũng được. Đi kèm mỗi con một đế sạc và một cục tường ảo, và tặng thêm 2 chổi. Đấy. 5 con iRobot này, i7 này thì nó là cái dòng cao cấp rồi, không phải bàn về cái độ VIP nữa. 5 con luôn. Màu gần như giống nhau, có một con này thì hơi sáng hơn một chút thôi. Đấy. Còn màu đều tối tối giống nhau các bác nhé. Giá 5 triệu 8 bảo hành 3 tháng tất cả. 5-6 con máy này. Đi 7 đời 2020. Đây là một con này, các bác xem. Đấy, Zulo này đều là Zulo xịn, chạy êm ái các bác nhé. Đấy, i7 năm sản xuất 2020. 5 con này đều là năm 2020 hết. Máy vừa về xong, em đang chọn đặt pin. Đấy, vâng, mà i7 này hàng nó cũng khá là hiếm. Đấy, không có nhiều hàng. Đợt vừa rồi rất là nhiều các bác hỏi nhưng mà em không về hàng được. Đấy, hôm nay đặt lâu lắm rồi, hôm nay về được 5 con. Cộng với một con lau. Khi cái dòng i7 này các bác mua kết hợp với cả dòng ZM6 này thì các bác có thể cài đặt được. i7 sẽ quét và hút. Sau khi i7 làm việc xong thì sẽ đến ZM6 này làm việc. Đấy. Các bác là yêu công nghệ thì các bác hãy cài đặt như vậy. 5 con. Các bác có nhu cầu thì các bác ủng hộ bên em nhé. Chào các bác.